Thưa quý vị, lực lượng Nga trong đêm hôm qua đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine. Truyền thông Ukraine ghi nhận các tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô Kiev, tỉnh Odessa bên bờ Biển Đen và tỉnh Khmelnytsky ở phía Tây. Quân đội Ukraine cho biết 5 máy bay đã bị vô hiệu hóa sau một đợt tập kích của Nga nhắm vào tỉnh Khmelnytsky. Tờ Pravda Ukraine cho biết cảnh báo không kích đã được kích hoạt ở thủ đô Kiev của Ukraine từ lúc 11 giờ 9 phút trưa nay, tức 15 giờ 9 phút ngày 29 tháng 5 theo giờ Hà Nội, rồi lan ra một số khu vực. Vài giờ sau, một đợt tập kích tên lửa và máy bay không người lái UAV quy mô lớn do Nga tiến hành trong đêm. Lúc 11 giờ 20 phút, loạt tiếng nổ vang lên ở trung tâm thành phố Kiev. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko phát thông điệp trên kênh Telegram, RIA Novosti đưa tin, nổ lớn trong thành phố, ở các khu vực trung tâm, hãy tìm nơi trú ẩn. Hình ảnh do Pravda Ukraine đăng tải cho thấy các mảnh vỡ tên lửa rơi trên đường phố quận Obolonsky, Desniansky và Dnipropetrovsky ở Kiev nhưng chưa rõ chủng loại. Trước đó ít phút, cơ quan phòng thủ quân sự tỉnh Khmelnytsky ở phía tây Ukraine xác nhận một cơ sở quân sự tại địa phương này đã bị tập kích bởi hỏa lực Nga trong đêm, khiến ít nhất 5 máy bay bị vô hiệu hóa. Thông báo có đoạn, công tác khoanh vùng đám cháy tại các kho nhiên liệu, dầu nhớt và kho bảo quản vật tư chiến đấu đang được tiến hành. Phía Ukraine không nêu những mẫu máy bay bị phá hủy, nhưng đây được xem là thiệt hại nặng nề với lực lượng chiến đấu đường không của Kiev. Sáng cùng ngày, giới chức Ukraine khẳng định đánh chặn thành công 37 trong tổng số 40 tên lửa KH-101, KH-555 của Nga, cùng 29 trên 35 UAV tự sát và một UAV trinh sát trong đêm. Chưa có số liệu của đợt tập kích mới nhất. Khmelnytsky từng là mục tiêu của đòn không kích bằng tên lửa hành trình Kharkiv vào hôm 20 tháng 2. Do đây là nơi đóng quân của Trung đoàn Máy bay Không Người Lái số 383, đơn vị phụ trách vận hành UAV Bayraktar TB2 trong biên chế quân đội Ukraine. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Khmelnytsky bị đánh trúng, kéo theo loạt vụ nổ dữ dội. Các nguồn tin từ khu vực cho rằng UAV Nga khi đó đã tập kích thành công nhiều kho đạn và địa điểm tập kết xăng dầu gần thành phố Khmelnytsky. Thưa quý vị, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell nói rằng tình hình ở Ukraine không lạc quan và nhấn mạnh EU nên tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev. Ông Jean Gagin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng cho hay, quân đội Ukraine sẽ không cố gắng giành lại Bakhmut mà tiếp tục pháo kích vào vùng ngoại ô phía tây của thành phố này. Ông Gagin nói trên kênh truyền hình Russia 1 rằng lực lượng vũ trang Ukraine hiện đã cách Bakhmut khá xa và họ tiếp tục cố gắng tấn công bằng pháo binh. Theo ông, đối phương đang tập trung đáng kể lực lượng tại Chashovka, thị trấn gần Bakhmut. Ông Pyotr Tolstoy, phó chủ tịch Duma Quốc gia Nga, đã bày tỏ lo ngại về việc cung cấp vũ khí tầm xa gần đây từ phương Tây cho Kiev. Nếu những hành động như vậy tiếp tục, ông Tolstoy cảnh báo quân đội Nga sẽ buộc phải tiến xa hơn về mặt chiến lược. Ông Tolstoy nói, chúng tôi nhiều lần đề nghị cả Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tổ chức các cuộc đàm phán về an ninh, nhưng các đề xuất đã bị từ chối. Vì vậy, bây giờ chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh của Nga bằng các biện pháp quân sự. Tại tỉnh Khmelnytsky, sau khi quân đội Nga đã tiến hành một vụ tập kích nhắm vào một căn cứ không quân của Ukraine, gây ra một vụ nổ dữ dội qua đó phá hủy ít nhất 5 máy bay chiến đấu của Ukraine. Nhiều cơ sở vật chất tại căn cứ này cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Trang Avia Pro cho biết, vụ tấn công này đã được chuẩn bị từ trước, với mục tiêu chính là phi đội máy bay chiến đấu Su-24 của Ukraine. Trong một tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp với người đồng cấp Anh Ben Wallace, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Zhenikov tiết lộ không quân Ukraine sử dụng các cường kích ném bom Su-24MR để phóng tên lửa hành trình Storm Shadow vào những mục tiêu của quân đội Nga. Bộ trưởng Zhenikov đánh giá rất cao sự phối hợp giữa cường kích Su-24MR và tên lửa Storm Shadow, đồng thời khẳng định tỷ lệ đánh trúng của loại vũ khí thay đổi cuộc chơi này là 100% kể từ khi được đưa vào sử dụng. Ông Zhenikov nhấn mạnh, theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, tất cả những tên lửa Storm Shadow được chúng tôi phóng đi đều bay tới mục tiêu, tỷ lệ đánh trúng là 100%. Avia Pro cho rằng, vụ tập kích tên lửa hôm 29 tháng 5 của Nga vì vậy được thực hiện nhằm đáp trả các vụ tấn công của tên lửa Storm Shadow từ Ukraine trong thời gian qua. Su-24 là một máy bay cường kích tấn công mặt đất được thiết kế và chế tạo bởi các kỹ sư Liên Xô vào giữa những năm 1970. Cường kích hai động cơ này được điều khiển bởi kíp lái hai người và có thể bay trong mọi điều kiện thời tiết. Tính đến nay, hơn 1.400 máy bay Su-24 đã được sản xuất và đưa vào phục vụ trong không quân nhiều nước trên thế giới.
Tại Nga, Su-24 đã dần bị loại biên từ năm 2010 và được thay thế bằng máy bay Su-34 có tính năng tiên tiến hơn. Tại Ukraine, Su-24MR vẫn là một trong những máy bay chủ lực trong lực lượng tấn công mặt đất của không quân nước này. Bên cạnh tên lửa Storm Shadow mới được trang bị, các cường kích này còn có khả năng mang theo tên lửa không đối đất dẫn đường KH-25. Defense Express tiết lộ các tên lửa KH-25 của Ukraine có khả năng mang đầu đạn nặng tới 140 kg và tầm bắn tối đa 10 km. Bên cạnh đó, một số chuyên gia cho rằng tên lửa này đã được các kỹ sư Ukraine nâng cấp và có tính năng dẫn đường bằng tia laser. Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Thưa quý vị, Đại tướng Mỹ Mark Milley đã đưa ra lời tiên tri đặc biệt về tình hình của Ukraine. Ông đã phát biểu tại cuộc họp của nhóm quốc tế điều phối hỗ trợ quân sự cho Ukraine rằng một số vũ khí được cho là có đặc tính ma thuật, nhưng sự thật lại không như vậy. Một số loại khí tài sẽ không xoay chuyển thế trận theo hướng có lợi cho Kiev. Điều này có khả năng làm giảm nhiệt tình của phương Tây đối với Ukraine. Các nước phương Tây hiện đang thảo luận việc khả năng chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, cũng như việc kết nạp quốc gia Đông Âu này vào NATO. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Mark Milley đã đưa ra một tuyên bố bất ngờ. Cụ thể, ông Milley cảnh báo tiêm kích F-16 không phải là vũ khí thần kỳ. Theo nhà báo Paolo Mori, trong bài viết đăng tải trên ấn phẩm Insider, nhận xét nói trên của tướng Mark Milley giống như một lời tiên tri dành cho Ukraine. Tướng Milley đã phát biểu tại cuộc họp của nhóm quốc tế điều phối hỗ trợ quân sự cho Ukraine rằng một số vũ khí được cho là có đặc tính ma thuật, nhưng trên thực tế, chúng không tồn tại. Theo chuyên gia Mori, lời tiên tri của tướng Milley phần nào đã làm giảm nhiệt tình của phương Tây đối với Ukraine liên quan đến việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho nước này. Vị tướng Mỹ nói rõ rằng các tiêm kích F-16 sẽ không xoay chuyển thế trận theo hướng có lợi cho Kiev, cũng như hệ thống pháo phản lực dẫn đường HIMARS đã không làm được như vậy. Nhiều chuyên gia cũng lưu ý rằng việc Ukraine vận hành F-16 sẽ đi kèm với một số vấn đề. Đặc biệt, việc đào tạo phi công và nhân viên bảo trì sẽ mất hàng tháng hoặc hàng năm, tùy thuộc vào mức độ năng lực của họ. Cũng có những câu hỏi về nơi những chiếc tiêm kích này sẽ được triển khai. Các máy bay chiến đấu của Mỹ hoạt động tốt nhất trên đường băng dài, có bề mặt tốt, vì vậy chúng sẽ không phù hợp với các sân bay dã chiến, nơi đặt những phi cơ kiểu Liên Xô. Nhà phân tích của tờ Insider nhận xét rằng Kiev sẽ cần cải tạo và có thể phải kéo dài một số đường băng. Quá trình này sẽ không thoát khỏi sự chú ý của các phương tiện trinh sát, dẫn tới cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M nhằm vào các cơ sở hạ tầng của họ. Vì vậy, hiện đang có nhiều nghi ngờ về việc Ukraine được tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16 sẽ là một trải nghiệm tốt. Đây chính xác là những gì mà tướng Milley đã nói đến. Về vấn đề tư cách thành viên NATO, mô hình của Tây Đức khi được chấp thuận gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương vào năm 1955 được các chính trị gia coi là một sự lựa chọn để cung cấp cho Ukraine an ninh thực sự. Theo nhận xét, mô hình Tây Đức đang trở thành sự lựa chọn tối ưu như một cách để đảm bảo an ninh thực sự của Ukraine, ngay cả khi họ không giành lại toàn bộ lãnh thổ ngay lập tức. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, nhiều lựa chọn khác nhau đã được cân nhắc về việc phải làm gì với nước Đức bị chiếm đóng và chia cắt, như tình hình hiện nay của Ukraine. Các nhà phân tích lưu ý rằng, Tây Đức là một ví dụ điển hình về một quốc gia gia nhập NATO khi các vấn đề lãnh thổ quan trọng chưa được giải quyết. Mặc dù vậy, họ thừa nhận rằng trường hợp Ukraine có nhiều khác biệt, bởi vì Tây Đức vào thời điểm gia nhập liên minh không có chiến tranh với Đông Đức và cả hai vùng lãnh thổ đều được công nhận là những quốc gia riêng biệt từ năm 1949.